Thì chúng ta sẽ nói đến cái phương pháp ELISA mà dùng để cho chẩn đoán cái thai. Chẩn đoán thai tức là phát hiện cái một cái protein là hormone HCG, human chorionic gonadotropin. Đây là cái phân tử HCG. Thì trong cái kỹ thuật này thì người ta dùng một cái màng, người ta gọi là HCG test strip, gồm có ba cái vạch có ghi là RTC, C là control, T là test, tức là cái kết quả nếu mà dương tính thì hiện đây, còn đây là control, còn đây là reagent. Ở bên cái vạch reagent này, người ta cho một cái kháng thể đơn dòng, tức là kháng thể này nó chỉ gắn với một cái vị trí trên cái kháng nguyên HCG thôi. Cái vị trí nào có màu xanh thì nó gắn. Và cái kháng thể này nó còn được gắn thêm một cái enzyme nữa để sau này sẽ phát hiện màu. Cái vạch thứ hai đó thì người ta tẩm cái kháng thể đa dòng, tức là cái kháng thể đa dòng kháng HCG. Thì kháng thể này là nó được tạo thành bởi nhiều dòng tế bào, cho nên là nó có thể là nó tác động lên trên cái vị trí màu xanh dương, màu xanh lá cây hoặc là màu vàng trên cái HCG. Như vậy trên HCG nó có thể có nhiều cái vị trí kháng nguyên, cái vị trí ta tạm biểu thị bằng màu xanh, màu lá cây và màu vàng, thì có thể có những cái loại kháng thể khác nhau thế này. Thì đây ta sẽ tẩm cái loại đa dòng. Và bên cạnh đó ta cũng có cái substrate để sau này sẽ thể hiện màu. Ở cái vạch thứ ba là vạch control đó, thì người ta cho một cái loại kháng thể là kháng với kháng thể này, tức là cái kháng thể bên này đó thì người ta làm từ chuột, tức là người ta chích cái HCG vào chuột để nó sinh ra kháng thể này. Còn bên này người ta lấy cái kháng thể này, người ta biến thành kháng nguyên, người ta chích vào con dê thì nó sẽ sinh ra cái kháng thể kháng cái kháng thể này. Đó. Thì như vậy thì cái phần màu đỏ này là nó tương ứng vị trí kháng nguyên, và cái màu đỏ của cái kháng thể này sẽ gặp cái này sẽ gắn vào đây. Thì nó sẽ được khuếch tán qua do cái màng này nó hấp dẫn, và nó sẽ cái chỗ nào nó có màu nó sẽ lôi qua đây, nhưng mà đặc biệt cái chỗ bên đây thì nó không bị lôi và nó sẽ gắn vào đây. Nhưng mà cái kháng nguyên và kháng thể tương ứng sẽ gắn vào. Và nó sẽ hiện màu sau khi nó kháng nguyên, cái enzyme và substrate tác dụng với nhau thì sẽ sinh màu ra. Đó là cái positive, khi kết quả positive thì hai cái vạch này nó hiện màu lên. Bây giờ ta coi tình huống là âm tính thế nào. Thì lúc nào cái control cũng dương tính là vì lúc nào cũng cái kháng nguyên và kháng thể này cũng sẽ gặp nhau. Thì đây là cái ELISA mà làm trên cái màng, chứ không làm trên một cái những cái khay có cái giếng nhỏ nhỏ thì không có làm cho đó. Tùy theo loại, thì cái loại này người ta còn gọi là immunochromatography.